Thì một cái dạng bài tập thứ hai của mô hình cân đối liên ngành đó là người ta cho ba chặng hệ số chi phí toàn bộ, cho ba chặng hệ số chi phí toàn bộ và ba chặng tổng cộng, thì nó cũng như ý nghĩa của những cái phần tử ở dòng y cùng đi như trường hợp ba chặng hệ số kỹ thuật. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái phần tử ở dòng y cùng đi của ba chặng hệ số chi phí toàn bộ này nó có ý nghĩa khác. Chẳng hạn như vậy này thì nó kêu mình nêu ý nghĩa của phần tử ở dòng 2 cột 3 của ma chặn C. Thì phần tử ở dòng 2 cột 3 của ma chặn C nó chính là phần tử 5 phần 8 chỗ này, 5 phần 8 chỗ này. Chỗ này em xem nè, mình thử 5 phần 8 chỗ này. Tức là phần tử ở dòng 2 cột 3 của ba chặng C nó chính là mình ký hiệu là C23. Thì cái phần tử của ba chặng thì mình sẽ ký hiệu là cái chỉ số cột, mình ký hiệu chỉ số dòng mình ký hiệu trước, chỉ số cột ký hiệu sau. Thì C23 này có nghĩa là phần tử ở dòng 2 cột 3 của ba chặng C đó, nó bằng 5 phần 8. Và sau đó mình sẽ nêu ý nghĩa của nó ra, ý nghĩa của nó nghĩa là để sản xuất ra một đồng giá trị nhu cầu cuối cùng của ngành ba, thế là ngành ba nó cần sản xuất ra một một đơn vị giá trị cầu cuối cùng, chú ý phải có chữ cầu cuối cùng nữa nha, của ngành ba. Thì cái ngành hai đó, ngành hai nó cần phải sản xuất ra một lượng sản phẩm có giá trị là 5 phần 8, 5 phần 8 đồng. Còn nếu mình để đơn vị giá trị mình thay chữ đồng này, đơn vị giá trị thì chỗ này mình sẽ thấy là đơn vị giá trị. Đó là ý nghĩa của phần tử nằm ở dòng 2 cột 3 của mặt trận C. Tiếp theo là mình tìm ba chặng hệ số kỹ thuật. Thì cái bài trước á là khi người ta cho một ba chặng hệ số kỹ thuật thì mình tìm được ba chặng C. Ba chặng C tức là ba chặng hệ số chi phí toàn bộ. Đấy. Còn bây giờ khi người ta cho mình một cái ba chặng C thì mình sẽ tìm lại ba chặng hệ số kỹ thuật. Thì cụ thể là ba chặng C á, nó chính là ba chặng Y trừ A nghịch đảo lên. Đúng không? Tức là nghịch đảo của ba chặng Y trừ A. Đó. Y ở đây là ba chặng đơn vị cùng cấp với ba chặng A. Đó. Như vậy thì nếu như mà mình lấy nghịch đảo của hai vế thì mình sẽ được ba chặng Y trừ A. Mình lấy nghịch đảo của ba chặng C thì mình được ba chặng Y trừ A. Và như vậy thì ba chặng nghịch đảo của ba chặng C nó chính là ba chặng này. Đó. Mình có thể bấm máy tính mình ví dụ như nói trong tạo ma trận chứ, tạo ma trận C thì ba dòng ba cột. Khi tôi nhập ma chặn C tôi bấm AC rồi sau đó tôi sẽ bấm Option, tôi lôi ma chặn C ra được, tôi bấm thêm cái dấu mũ trừ một này thì nó sẽ ma nó ra ma chặn Y trừ A mũ trừ một. Thì ở đây em thấy ma chặn Y trừ A mũ trừ một tức là 0,7 trừ 0,1 trừ 0,1 0,8. Thì em lưu ý đó là ở đây là Y trừ A nó bằng cái này. Như vậy thì ở đây mình sẽ suy ra được ma chặn A. Y là ma chặn đơn vị. Thì trong máy tính của em đó thì mình có thể gọi ma chặn đơn vị cũng được. Ma chặn đơn vị số 4. Ma chặn đơn vị cấp 3 nó chính là ma chặn này. Tức là mình sẽ lấy vào
này cái ma chặn A đó, nó sẽ bằng ma chặn Y trừ cho C mũ trừ 1. Thấy không? Đấy, thì em có thể bấm trực tiếp trên máy tính cũng được. Ví dụ như đây, ma chặn đơn vị cấp 3 này. Trừ trừ cho ma chặn C nghịch đảo, C nghịch đảo tức là C mũ trừ 1. Đấy, thì nó sẽ ra ma chặn A luôn. Đấy, thì ma chặn A của mình là đó, thì mình đã tìm được ma chặn hệ số kỹ thuật. Còn ở câu C nó kêu tìm ma chặn cầu cuối, thì trong cái mô hình cân đối liên ngành này đó, thì nếu mà gọi B là ma chặn cầu cuối thì chúng ta sẽ có cái phương trình dạng ma chặn thế này, tức là B nó bằng Y trừ A nhân cho ma chặn X. Ở đây X là ma chặn tổng cầu ha, X ma chặn tổng cầu này nó cho này đó. Như vậy thì Y trừ A đó là nó bằng C mũ trừ 1, nó phải mình tính trên đây rồi. Mình thế vô thì lúc này nó sẽ ra gì? Ở đây Y trừ A là mũ trừ 1. Y trừ A thì chính là ma chặn này, chính là ma chặn C này, C mũ trừ 1 này. Còn ma chặn X là đề nó cho này. Ghi vô, nhân lại, tức là nhân hai ma chặn ha. Mà thực tế thì ở đây mình bấm máy này, ha, bấm máy này. Lúc này kết quả nó sẽ ra bằng này. Như vậy thì mình đã tìm được cái ma chặn cầu cuối cùng. Thì chỗ này ví dụ như tôi bấm máy nè, thì ở đây tôi sẽ thêm vô cái ma chặn X thì ở cái máy tính 580 á, thì nó sẽ cho thêm ma chặn D. Bây giờ ma chặn D thì mình sẽ nhập đó là ma chặn X, ma chặn D ha. Thì nó có 3 dòng một cột. Tôi nhập ma chặn B vô. Ma chặn X là 150 200 150. Thì tôi muốn lấy cái ma chặn Y trừ A này tôi nhân cho ma chặn X, tức là ma chặn C mũ trừ 1 này. Trong máy của mình nó có ma chặn C này. Ma chặn C thì mũ trừ 1 này. Mình nhân thêm ma chặn X là ma chặn D ở trong máy tính. Đấy, thì nó sẽ ra được cái ma chặn cầu cuối. Thì trên đây là một cái dạng bài tập thứ hai trong mô hình cân đối liên ngành, tức là ma cho ma chặn hệ số chi phí toàn bộ ha, và mình phải phải giải thích ý nghĩa của những cái phần tử ở trong ma chặn đó. Đồng thời đó là mình sẽ tìm ma chặn hệ số kỹ thuật hoặc là ma chặn cầu cuối nếu nó cho thêm ma chặn tổng cầu ha.